Em con nè. Gì vậy? Đó cô chú chay thay đồ rồi đó cô chú. Đó cô chú thấy chay mới đây mặc áo dữ không? Áo này chà. Chà áo dữ chưa? Phải khoe lưng được chứ. Thôi thôi đừng 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 leo lên mấy cái lon chị. Hơi hơi. Thôi 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 thôi, thôi. Xuống, xuống xuống đồ. Đồ của bà xinh đừng phá. Đi xuống bước xuống đi. 1 2 3. Đi đi. Trời ơi bà xinh. Mất cái con nó con đưa mà tao lơ. À, mới sáng họ chưa đi làm. Nó đi. Mà giường cánh bóng phố đó rồi. Đẹp ác. Đi không chịu ra lại hả? Đi vô, đi vô. Mà xin bà nói chuyện điện thoại á. Hay vô đi. 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 Đâu nữa? Mày đâu nữa? Gì? Cô muốn kẹp tóc không? Muốn kẹp tóc không? Không. Cái này phải không? Rồi kẹp đi, tự kẹp tóc đi. Kẹp đi. Ngồi xuống kẹp tóc đi. Kẹp đi. Ơ trời trời trời. Sao dục vậy? Không không, không có cái gì trong đó này, thuốc men của người ta. Nè, kẹp tóc lên đi nha. Kẹp tóc đi. Kẹp tóc, kẹp tóc, kẹp tóc, kẹp tóc. Ôi trời. Con gái con lứa kiểu gì đưa kẹp tóc dục vậy? Hả? Là lý do nhân con gái này con gái gì đây? Thôi không, không có chơi cái đó, chơi cái này nè. Con gái là mình phải chơi cái này. Chứ mình không có lấy hộp húng đầu này kia ra mình lắc rồi mình chơi cái đó là không phải. Rồi đứng nè. À. Con gái con lứa đứng nè cô chú thấy chưa, đúng đại ca luôn nha bạn, phụ nữ dùng lên đó, chay là phụ nữ dùng lên. 1 2 3 đó coi được chưa, 1 2 3 nè, 1 2 1 2 1 2 1 2 Trời ơi dữ ta. Rồi lại lượm đi. Lại lượm đi. Trời. Một hai trời ơi hay quá ta, một hai ba dữ dữ. Đây nè, cái kiến này dơ quá nè nè, để em chút nữa mẹ nói bà xin lau nè, cái này là quá dơ rồi nè, con ăn con uống con chùi con trét rồi tùm lum nè, thấy không chay. Oops. Trời ơi, coi kìa, bà xin bà lấy kẹp cái tóc lên. Trời ơi, thuốc của người ta. Coi được đời không? Hay lấy vậy đây, lấy vậy chơi. Coi được không? Rồi cái bông gơm lại bỏ vô, đảm bảo luôn. Giờ ưng chơi vậy đó. Đổ ra xong 1 2 3 đi, ba đi, lẹ lên. 3 4 đúng rồi. 5 5 6 còn cái 6 nữa. 6. Yeah! Good job chị đi. Mở ra đi. Hồi nãy con mở được mà, đây 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 mẹ mở cho ngồi chỗ này. Rồi, đổ ra đi. Yeah.
Rồi, đi ra đổ chặt. Đổ khó khăn như đó. Rồi. Rồi bắt đầu đếm nha. 1 1 2 4 cái đó 4 thôi chứ chưa phải 5 and then 6 Rồi hát đi. Cô đơn, cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình. Rồi hát đi, hát đi. Rồi mày hát hả? Mày hát nha. Mày hát rồi con hát theo nha. Thôi mày, rồi mày cầm đây mày hát ha. Tình yêu em xây bằng ước vọng, nhẹ nhàng nhưng thật ấm nồng, và thầm mong có một ngày. Hát đi. Hát đi. Thôi ghê quá, đừng có ngậm này. Đừng. Con này. Hát đi. Sao tự nhiên bị đứng hình này? Đang suy nghĩ gì vậy? Hả? Con đang suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ tối nay ăn gì vậy? Hả? Trời ơi, tóc đẹp quá. Ôi, thương không? Có mặt cái thương không? Cái thương ghê không? Ngồi ngoại ha, bây giờ ngồi ngoại nha. Ngồi ngoại đang làm gì hả? À, có một cái có cái này mắc cười lắm cô chú. Khi mà gọi ngoại là cái iPad ở nhà nè sẽ hiện lên, tại vì hai cái số nó bị connect á. Cái xong rồi cái mỗi lần mà mẹ đi làm, cái mẹ nói nhà nó có iPad mà mẹ gọi ngoại trên xe trên đường đi làm ở nhà nó bắt máy. Nó bắt máy lên xong rồi cái Ngọc nói mẹ đang gọi ngoại, qua ngoại đừng bắt máy nha. Cái Ngọc cúp cái lần cái là nó không bắt máy. Cô chú tin không? Cô chú tin là Ngọc nói gì? Ngọc nói câu đó là nó không bắt máy không? Nó nói mẹ đang gọi ngoại nha, con đừng có bắt máy nha. Là không bắt máy. Chứ không nói là đứng bắt máy biết luôn. Giờ bà đang ở đâu mà gọi bắn bắt máy này, giờ gọi bà Bảo nha. Rồi bà Bảo, bà có ăn, có đang ăn cái gì không? Cho chay ăn miếng đi. Rồi đó, bà Bảo tắt máy là bà Bảo lấy điện thoại bà ngoại, bà Bảo gọi. Cho ngoại coi cái hộp á hả? Ừ, cái hộp thuốc đó ngoại, cái hộp đó ngoại. Có gì trời ơi, ngoại đi ăn cái gì ngon dữ, tay cho chay ăn với. Cho chay miếng đi. Cho chay. Cười. Tóc con đâu, chỉ tóc ngoại coi. Chỉ tóc ngoại đâu, tóc đâu chỉ ngoại coi đây. Tóc đâu, ngoại cho. Lẹ lên, ảo ngoại đi, ngoại cho. Ảo ngoại đi. Ảo ngoại đi, ngoại cho. Trời ơi, con đó đứng kìa, con đó đứng kìa. Xệ tay ra xin đi, xệ ra xin cho ngoại cho miếng đi. Ừ, cho miếng đi. Ngoại ơi, cho miếng đi. Cho miếng đi. Xệ tay ra xin đi. Xệ tay ra. Quỳnh Trí Chay đâu? Cho coi Quỳnh Trí Chay. Quỳnh Trí Chay đâu rồi ta? Quỳnh Trí Chay. Đó, anh hai có kẹo kìa. Hai kỳ quá, cho chay nè.
đó đó đó, kệ này mình màu hồng này mình thích hơn nè. Con ạ, con ạ mẹ Ngân đi. Hả? Con tên gì? Con ạ à, à, khoái 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 khoái. Cho con đi kẹo nè. Dạ dạ dạ. À, bây giờ nó nhìn cái kẹo chấm chấm rồi kìa, bây giờ sao cho nó được đây? Xịt cho miếng đi, xịt xịt tay ra, xịt tay ra, cho miếng đi. Không hả? Không phải, tại vì hả, người ta cứ xè tay mà không cho người ta ghét đó. Không, không, giờ tôi không thèm nữa rồi. Đừng có dụ dỗ tôi kiểu đó nữa. Ừ. Bực không? Bực. Ừ, thôi đừng chơi nó đi. Đừng chơi ngoài, đừng chơi ngoài nó đi. Chơi ngoài hả không? Qua ngoài gì đó, bo xì ngoài đi, bo xì. Ừ, qua đó, qua đó. Ngoài thấy bên đây chay chay chay. Thôi được, thôi quên, kệ đi, kệ đi, đừng nói. Tính hỏi thấy nay nó cài nơ, mà thôi cài nói, nó quay xuống. Thấy rồi, nãy giờ quay rồi. Ngoài ăn gì á, thấy chay thèm quá, chị nhìn chấm chấm kìa. Cho miếng đi. Ừ. Không mà, không ăn ha, ghét quá hai chân ha. Thịt xin mà không cho, không, nghĩ phải đây ha. Ừ, thôi, không cho rồi, không ăn đâu. Rồi, giận thôi, không ăn đâu, không, không ăn thế chứ. Người ta có cái thể diện của người ta chứ. Ngọc ơi, để quay clip đây. À, à, đang làm clip hả? Thôi làm clip đây, làm clip đây. Làm... À, ngoại cấp máy rồi, ba Bảo đang làm clip. Ba Bảo đang làm clip, để cho ba Bảo làm clip xong ba Bảo gọi lại. Đó, bây giờ nó đang coi, nó đang chơi Facebook của mẹ đó cô chú. Ê, đừng có bấm, đừng bấm, bót hình tầm bậy. Đừng, đừng, ê, đừng. Không có đăng hình tầm bậy. Không đừng hành tầm bậy nghe chưa, rồi coi Facebook mẹ đi, coi bữa nay Facebook nói gì đó. Ơi ơi trời ơi, bữa nay cài bông này, coi Facebook này. Trời ơi, nó coi ai vậy trời. À, kéo xuống, kéo xuống đó. Rồi kìa, trả lời ai kìa, ai nhắn tin mẹ kìa, trả lời đi. Đây nè, trả lời này nè, trả lời tin nhắn này nè, trả lời tin nhắn này nè. Hiya, hold on. Rồi đây nè, trả lời tin nhắn này nè. Rồi, trả lời tin nhắn này nè, trả lời đi. Rồi, bấm send. Ừ, rồi đó, bấm send. Bấm send nút này nè, send nút này nè. Bấm nút này nè. Rồi, bấm nút đó đi. Đây nè, bấm nút này nè. Đó. Đó. Thoát ra, đó, bấm thoát ra đó. Có nào nữa, gì có nào nữa. Ờ, YouTube nó đúng là YouTube luôn, thấy chưa? Nó là con của YouTuber mà vô YouTube không à. Lật, lật. What's he say? Hái chị đi. Mắm mắm nè. Dạ, mắm mắm à. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming. Screaming gì? Mắm 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 mắm. Ê, đọt, đọt, đọt. Coi chơi vậy được không? Mama. Kìa hai chay kìa, mẹ Ngọc đâu kìa. Trả lời đi, trả lời coi mẹ đâu. Trả lời. Thôi đừng có bấm làm bậy vô mấy cái này chi vậy nè. Con trả lời cô đi, trả lời cô coi mẹ đâu. Trả lời đi. Tôi có cái tay kìa. Cái gì vậy trời? Ai gửi mẹ gì vậy? Đây là mẹ, đây là mẹ trả lời tin nhắn rồi. À đó, à giờ đi quét nhà phải không? Rồi quét nhà đó cô chú thấy giỏi chưa? Thank you.
Quay nhà đi, quay nhà đi. Rồi cầm để đi cái chỗ đó hồi té nè. Đó, thấy chưa? Đi đâu á? Lấy dép đi đâu á? Giờ mẹ đi làm, chứ đâu được đi theo mẹ. À, tự nhiên nó thấy Ngọc mang dép vô, cứ đi lấy chiếc dép nó mang vô nè. Hôm giờ tới giờ mình đi làm rồi. Trời ơi coi kìa. Thôi có ngồi xuống đàng hoàng, ngồi xuống đàng hoàng mang dép vô. Ngồi xuống, mang dép là phải ngồi xuống. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi sao nữa? Mà chân kia, chân bên trái, chân bên trái. Nè mẹ chỉ con nè, mẹ chỉ bây giờ tới đúng rồi, chỉ trái. Đây nè, đây là chân phải nè. Còn đây là chân trái nè, cái này nè, phải mang vô cái chân này, hay chưa? Rồi mang đi. Đúng rồi, chính xác, chúc mừng bạn. Nói một cái là nghe điên. Hay thì cái. Đúng rồi. Mang vô con. Ngồi dậy nông vô, ráng nông vô. Ráng nông vô, ráng nông vô. Đi 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 cầu quay. Chạy đi quay vô con. Còn một chiếc nữa. Còn một chiếc nữa. Trời, con nó đi kìa, con được đợi không? Còn một chiếc nữa, lại lấy chiếc nữa đi. Lại lấy chiếc nữa đi. Ôi trời trời trời, té. Chiếc nữa, lấy đúng chiếc đó nghe chưa? Đúng rồi. Ngồi xuống, đi ngồi, ngồi xuống, đeo mang vô cái chân bên kia. Ngồi xuống. Cái nè, cái dép này nếu mà không thấy khó quá đó, bẻ cái này lên. Rồi, đó, mang vô đi. Rồi, mang vô đi. Mang đi. Nắm tay mẹ, đúng rồi. Đâu bảy lộn ngược rồi. Không. No, không phải. Đây nè. Cái chiếc dép này nè, đây nè. Đây là cái chiếc trái nè. No, đây là chiếc phải nè. Đây là chiếc trời ơi. Cái nào không? No, đây là chiếc phải nè, đây là chiếc trái nè. Đúng rồi, mang vô. Mang vô. Đúng rồi. Rồi chiếc kia mang vô luôn. Dính đúng rồi. Đúng rồi đó, mang vô đi. Mang vô, mang chiếc kia vô luôn. Mang vô đi. Mang vô đi xong rồi mang được đi, mẹ cho đi. Còn mang không được thôi ở nhà. Nè, đây con nhìn mẹ nè. Cái này là chiếc trái của mẹ nè. Cái này là chiếc phải của mẹ nè. Đẹp không? Thấy con chừng đẹp không? Mà giờ bây giờ phải dạy tay trái nào, tay trái, tay nào, tay phải rồi. Quên bữa giờ, quên mấy cái này nữa. Tay phải đâu ta? Tay phải đâu? Tay trái đâu? Tay trái đây. Chân phải đâu? Chân phải đây. Chân trái đâu? Chân trái đây. Thấy chưa? Tay này tay phải nè. Tay phải. Giơ tay lên, giơ tay phải lên. Giơ tay phải thôi. Giơ tay phải lên. Rồi giờ giơ tay trái lên. Giơ tay trái lên. Đó, đúng rồi. Thôi giờ mày đi làm nha. Ở nhà nha. I love you sweetheart. Lại ôm mẹ cái đi, mẹ đi làm nè. Lại lên. Lại ôm mẹ cái mẹ đi làm. Cái gì? Đi luôn hả? Trời ơi, dì Sinh. Dì Sinh, bà Sinh đang nói chuyện thoại trong đó hả? Dì Sinh ơi, dì Sinh. Đưa ra đi nói chuyện đi chứ để con đi làm. Rồi, ôm mẹ cái đi. Ôm mẹ cái đi làm. Ôm mẹ cái đi, mẹ đi làm. Không ôm mẹ hả? Ôm mẹ. Bye bye bà Sinh đi. Mà họ về, họ về bên Hà Nội, họ lấy hồ sơ của thằng Phong. Là như cô về bên họ thiếu người đó, thiếu người Hàn nữa đó. Chứ xin một ngày thì các cô chủ cái được luôn. Chứ hẳn điện về nữa, về anh Phong đi tụi đi ra Hà Nội mà mất chi mà kịp mà. Bye bye chay nha. Bye bye, I love you. Bye bye.